Xin chào mừng toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại với Thái học ô tô Sài Gòn. Một ngày mới học sinh kính chúc cho toàn thể anh chị có thật nhiều niềm vui, luôn luôn bình an và tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay học cũng tiếp tục gửi đến cho quý cô chú anh chị mẫu xe Kia Sedona phiên bản máy dầu bản full sản xuất 2019, một chủ mua mới từ đầu anh chị, xe còn cực kỳ đẹp luôn. Lăn bánh chỉ mới có 64.000 km đã được chủ trước lên cho mình hai cái ghế massage, phim cách nhiệt, viền che mưa, rồi camera 360 nữa anh chị, hầu như là đầy đủ full phụ kiện rồi. Những cái sản phẩm mà bên học bán đều cam kết cho cô chú anh chị là xe không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số còn nguyên bản. Cô chú anh chị cũng có thể nhờ bên thứ ba đến giám định nè, hoặc là cô chú anh chị mang chiếc xe này đến đại lý chính hãng để cô chú anh chị check thoải mái nha anh chị. Và sau đây Thái học xin mời anh chị cùng học đi đánh giá qua chi tiết cái sản phẩm này nó còn đẹp như thế nào nha anh chị. Xin mời. Rồi, đầu tiên thì cũng như thường lệ, học sẽ mời cô chú anh chị cùng học đi đánh giá qua những cái đường dập lặn dập nổi nè, cũng như là form dáng xe ở một chiếc xe còn cực kỳ mới cô chú anh chị. Độ bóng của nước sơn nè và độ sáng của những cái chi tiết mạ rơm, đèn pha, anh chị thấy không, rất đẹp anh chị. Xe này thì trọng lượng toàn xe nó lên hơn 2 tấn nha anh chị, lên hơn 2.000 kg. Động cơ 2.2 Smart Trim rất là êm ái nè, bền bỉ, tiết kiệm nè. Anh chị đi lanh quanh ở trong thành phố thì chiếc xe này nó sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu rơi vào 7.3 lít. Còn mà anh chị nào chỉ đi đường trường nha anh chị, thì chiếc xe này nó chỉ rơi vào 6.1 lít ở trên 100 cây. Một chiếc xe máy dầu với cái trọng lượng to nặng như thế này mà nó cho ra một con số rất là lý tưởng anh chị. Ở hai cửa lùa điện nha, form dáng rất là đẹp, dài rộng nè. Anh chị nhìn thấy không, một chiếc xe nhìn rất là bề thế. Chiếc xe này thì bên học đang chào bán cho anh chị là 880 triệu. Bao cô chú anh chị hồ sơ rút gốc. Xe này ngày xưa mua mới khoảng 1.5 tỷ nha anh chị. 2019 còn rất là đẹp, mẫu mới nha. Rồi, đầu tiên thì học xin mời anh chị cùng học đi kiểm tra qua đường dập nổi của capo nè, độ bóng của nước sơn nha. Rất đẹp cô chú anh chị. Nước sơn này nó chỉ có cái này, là học đang đi xin mấy cái nước sơn để học chấm, là chỉ có 3 dấu nhỏ như thế này thôi, nhưng mà cơ bản ra khoảng 1 mét như thế này thì không còn thấy được nữa nha anh chị. Nói chung là xe còn rất là đẹp anh chị ơi. Đèn pha nè anh chị nhìn thấy không, sáng bóng. Nói chung là học sẽ cố gắng quay để nó thể hiện hết cái chi tiết cái đẹp của xe này ha. Nói chung là mới tinh nè anh chị. Cô chú anh chị nha, đèn gầm thì mình sẽ có 4 cái vibrator và sẽ có đèn định vị ở dưới đây. Mọi chi tiết nó còn khá là mới anh chị. Mặt ga lăng thì thiết kế dạng thác đổ, to bản, nẹp mạ rơm này, mọi chi tiết nó còn mới nguyên. Mặt ga lăng dưới nè anh chị, anh chị nhìn thấy không, đẹp không, từng mm luôn anh chị, đẹp từng mm luôn anh chị nhìn này. Đèn cản nè anh chị, anh chị nhìn thấy không, mới tinh tình tinh. Nẹp mạ rơm phần dưới, đèn pha phía trước bên phụ. Cái đèn này thì có điều chỉnh góc tự động nè. Hai bi và rosetter rất đẹp anh chị. Kia Sedona máy dầu số tự động bản full, hai cửa sổ trời, vỏ xe là Bridgestone. Đây anh chị nhìn vỏ xe nè, vỏ xe này giống như vỏ mới luôn nha anh chị, còn mới tinh nè anh chị nhìn thấy không, đẹp không anh chị. Má phanh nè, anh chị nhìn cái phần ba đờ sóc bên trong, bên học cũng đã vệ sinh sạch sẽ hết rồi. Kia Sedona đây rất đẹp anh chị ạ. Anh chị nhìn nước sơn cửa nè, bóng loáng nha, nước sơn vè, nước sơn capo nè. Xe này thì đăng kiểm nó sẽ còn tới tháng 7 năm 2023, mang biển kiểm soát là 51H11651. Chỉ với 880 triệu đồng mà anh chị, bằng cửa tiền với lại là Atis Civic bản thấp nha. Anh chị sẽ có một chiếc xe 7 chỗ đẹp. Anh chị nhìn nè, chi tiết ốp gỗ nè. Anh chị nhìn sáng bóng luôn anh chị. Anh chị thấy không? Mới tinh. Keo chỉ xe này thì bên học cam kết với anh chị là còn nguyên bản nha. Keo chỉ. Phần nội thất thì anh chị sẽ được trang bị ghế điện, kể cả luôn phía bên phụ. Anh chị nhìn nè, ghế da zin. Xe cực kỳ đẹp anh chị ơi, chủ giữ quá kỹ từ trong ra ngoài luôn. Anh chị nhìn nè, đây ghế điện 8 hướng nha anh chị, hoạt động rất là trơn tru, nhẹ nhàng mượt mà.
không có tạo ra tiếng tiếng kêu luôn anh chị. Nó giống như những cái dòng xe sang á, giống như những cái dòng Lexus rồi anh chị. Rất là êm, và chị nhìn những cái nhựa nhám này còn mới tinh. Đó, xe đã có lót sàn này. Cái chỗ này còn mới tinh hết. Rồi vô phần túp lô, cái phần mà anh chị hay chạm này, chạm nhất là sờ tay vào. Rồi ở đây là cái này là mặt tiền nè anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy không? Mới tinh. Đó. Ba vùng lạnh độc lập nha anh chị. Đó, phanh tay điện tử auto horn. Đó, trên remote thì anh chị cũng sẽ có cái nút điều khiển cửa này. Đó, remote zin theo xe. Rất đẹp anh chị ơi. Từng mm luôn. Đó. Tay nắm cửa nè. Anh chị nhìn thấy không? Sáng bóng à. Và cái nước sơn này nó cũng sẽ, khi mà anh chị ra nắng nó sẽ có một cái ánh kim khá là đẹp anh chị. Khá là sáng xe. Nẹp chân kính nè. Đó. Nẹp chân kính đã được chủ trước lên thêm nè, rất là sang trọng luôn. Đó, phần trên là zin nha anh chị. Cái phần trên là zin, còn phần ở dưới là lên thêm. Đó. Rồi anh chị nhìn nè. Một chạm. Và chiếc xe này sẽ có hai cái ghế massage. Ghế zin thì Ngọc còn đợi ở phía sau. Ghế zin theo xe nè anh chị. Đó. Hai ghế zin nha. Cái phần ghế này là ghế massage. Thì anh chị có điều chỉnh được 10 hướng nè. Đó. Anh chị mà có ông bà lớn tuổi á, chở đi những cái hành trình xa như thế này thì tuyệt vời. À, được nằm nghỉ ngơi trên đây. Chỉ cần xuống xe là hoạt động bình thường. Ví dụ đi đây ra từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu đi. Thì ông bà mình ngồi xe này thì cơ bản ngồi để nghỉ ngơi thôi anh chị. Đó, xuống xe là hoạt động được liền. Đó, ghế điện có massage, nút này là nút massage này. Đó, anh chị thấy không? Đó, có gió này, có sạc này, rất đẹp anh chị. Có màn hình, thì hai màn hình này thì đại học cũng để nguyên, không biết còn xài được không. Học thấy có đồ gắn thẻ nhớ USB rồi đây. Đó, có hai cái màn hình luôn. Xe có hai cửa sổ trời nha anh chị. Đó, bản full. Có tem niêm phong luôn nè anh chị. Mấy cái tem này là của chủ trước ta niêm phong lại nè. Tay nắm cửa đó nè, anh chị nhìn thấy không? Mới tinh. Chỉ với 880 triệu à. Và anh chị đã sở hữu được chiếc xe Kia Sedona. Đó. 2019. Quá đẹp anh chị. Đó. Đóng cửa nhẹ nhàng. Bridgestone, vỏ mới tinh nè. Mới nguyên luôn nha anh chị. Anh chị nhìn má phanh nè. 880 triệu nha. Xe này thay vì anh chị tìm mua Toyota Altis hoặc là Civic đâu, anh chị nghiên cứu qua. Nếu như mà anh chị thích đi gia đình, đi chiếc xe để trải nghiệm, đi chiếc xe để sung sướng, thì đây là một chiếc xe đáng để cho anh chị cân nhắc. Đèn LED, đèn còn mới tinh luôn nha anh chị. Đó. Không có một vết ố, không có một vết chày nào hết. Nói chung là chủ xe này rất là kỹ. Đó, nước sơn này, nước sơn cốp là zin theo xe, chưa sơn nha anh chị. Quá đẹp, logo này. Đó, những cái chi tiết ở đây nè anh chị nhìn thấy không? Đây. Không có bị ố vàng, không có bị đóng đồ hết anh chị. Đây. Anh chị nè, platinum. Đó. Quá mới anh chị ơi. Chị nhìn nè. Mới tinh không? Xe kỹ lắm anh chị, xe này chủ đi quá kỹ rồi. Đó. Anh chị nhìn qua cái phần ống xả là anh chị biết chiếc xe này nó đẹp cỡ nào rồi. Đây cô chú anh chị nhìn cái ống xả nè. Rồi kể cả luôn cái phần gầm nè anh chị. Tem mạc còn y nguyên hết nè, càng A rồi nè. Anh chị nhìn thấy không? Xe đẹp không? Đó. Quá đẹp, quá xuất sắc. Cốp thì cốp điện một chạm. Đó. Ốc cốp, nút cốp này. Cốp này cũng là cốp zin chưa ra nha anh chị. Đó. Cốp zin nè. Chủ giữ gìn và bảo vệ chiếc xe rất là kỹ. Ghế zin theo xe nha anh chị. Học đẩy luôn. Học đẩy trên đây. Khi anh chị về thì đem xe về mình đẩy dành. Đó. Đẹp quá anh chị ơi. Đó. 880 triệu. Cô chú anh chị đến xem xe thì mình học có thương lượng lọc vài triệu nha anh chị. Mức tiêu hao nhiên liệu xe này ở trong nhìn ra nè. Thì xe này nếu mà đi đường tổng hợp nó khoảng là 6 lít. Đó, 6 lít 3 và 7 lít 3.
cốp điện đóng mượt mà và rất là nhẹ nhàng anh chị. Và chiếc xe này nó sẽ có thêm một cái ưu điểm là khi mà anh chị á, ngoài cái việc ngồi ở bên trong hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba rộng rãi á, và anh chị khi á, có khách học chia sẻ anh chị đi với những cái xe cửa lùa này, là trời mưa anh chị không có bị sợ bị ướt người, chỉ cần anh chị lui vào xe gặp cái dù lại là hầu như là mình không có bị dính hạt nước nào hết. Và sự an toàn khi mà cái cánh cửa này mở ra nó cũng không có bị quát ra ngoài nữa, khi anh chị cập lề rất là nhẹ nhàng và dễ dàng đó. Quá đẹp anh chị. Đây. Ghế da 5D đó. Ngồi có hai bệ tì tai, góc ngã lưng dài rộng đó. Có USB và ở đây có cái đồ để điện thoại luôn, rất là tiện lợi luôn anh chị đó. Tuyệt vời. Đây anh chị nhìn nè, tem màn này. Kia Sedona nha anh chị, quá mới rồi. Xe à quên, nó có cái lót sàn gỗ luôn. Lót sàn gỗ là chỉ dán thêm lên thôi nha anh chị, dán thêm lên một cái lớp somali không ảnh hưởng tới xe nha. Đó, cái lớp này. Xe đối với ghế bên tài thì anh chị sẽ có ghế điện 10 hướng nha, bao gồm bơm lưng. Đây cô chú anh chị, da nè, anh chị nhìn thấy không, mới không? Anh chị nhìn cái móc khóa cửa nè. Đấy, đây số khung nè, bản Sedona nè, 2.2 bản full đó, DAH rồi. Xe mình có trọng lượng là 2078 nè, trọng lượng thân xe này chị thấy không, sản xuất 2019, ta lắp ráp tại Việt Nam đó. Hai vị trí nhớ ghế, gương gập tự động nè, bốn cửa đều là auto, một chạm và chống kẹt. Và tất cả trên kính ở phía sau đều là có cái rèm che nắng zin theo xe nha anh chị. Bốn cái rèm che nắng zin theo xe luôn. Giống như Toyota Camry đó. Chị nhìn thấy không? Mọi chi tiết nó còn mới nguyên rồi anh chị. Mấy cái nút ở đây nè. Đó. Cảnh báo lệch làn. Đó. Chống trơn trượt, đèn pha tự động. 64.000 cây. Anh chị nhìn nè. Nhìn cái nhựa, cái băng nhựa nè. Và anh chị nhìn cái vô lăng nè. Vô lăng là zin theo xe nha anh chị, những cái phím nút nè, zin hết nha. Đó. Máy dầu, anh chị nào thích xe 7 chỗ máy dầu đi thoải mái đi cho gia đình thì hãy liên hệ trực tiếp với Học. 64.228 cây. Màn hình nè anh chị. Đẹp không anh chị? Camera 360 luôn cô chú anh chị ơi. Cái màn hình nó rất là rõ nét. Để thấy Học ở đây, camera 360 nè. Đó, để Học xi nhan. Xi nhan nó chuyển qua phải, xi nhan chuyển qua trái, Học lùi nè, Học lùi, bật camera lùi nè, và bên hông chị thấy không, thông minh chưa đó. Và xe này thì sẽ có hai vùng lạnh độc lập, ba vùng lạnh độc lập nha anh chị nè. Ở bên đây là bên của Học nè, cái này là Học chỉnh đều hết nè. Học bỏ cái này, Học sẽ chỉnh riêng cái này, bỏ plus nè, Học sẽ chỉnh này. Đó. Đó, cái này là bên phải, cái này là phía sau rear nè, là của cái này. Đó, thì Học ngồi ở đây Học cũng có thể chỉnh được của phía sau, hoặc là anh chị cũng tự ngồi ở phía sau thì cũng tự chỉnh được luôn, như là nhiệt độ dần lạnh và gió luôn đó, và hướng luôn nha cô chú anh chị. Xe này thì rộng rãi thoải mái lắm, ngồi ở phía sông đây mình mới thấy cái xe này nó cách âm cũng khá là tốt anh chị, cách âm tốt lắm, êm đó. Mọi chi tiết cần số nè anh chị, nhìn thấy nó mới không? Đó, mới tinh mới nguyên à. Mấy chỗ này hầu như là chiếc xe mới luôn anh chị ơi. Đó, ga tự động. Đó, cửa sổ trời điều khiển 2. À, mọi chi tiết trên đây nó còn mới tinh tinh mới nguyên à. Đây. Mở cái này lên sẽ có cái đèn ở đây, đóng cái này là cái đèn nó sẽ tắt. Đó, gương chống chói tự động luôn anh chị. Quá đẹp. Chỉ với 880 triệu cô chú anh chị. Xe này năm ngoái Học bán, nếu mà 2019 năm ngoái Học sẽ bán là khoảng 960 triệu. Phải hơn 100 triệu nha anh chị. Để Học ở cho anh chị xem. Cabo là nước sơn chưa ra nha anh chị, còn nguyên zin. Cái này chủ người ta ký tên, người ta dán lên là bảo vệ xe này. Nhiều khi cho mượn rồi này nọ anh chị. Đó, keo chỉ là còn nguyên nha, keo chỉ còn nguyên zin.
Anh chị thấy mới không? Dấu bon rồi này. Cái tem ở đây vẫn còn luôn. Cái tem của cái nắp cọc bình này, chưa lột luôn. Máy móc mới tinh. Khóa nè anh chị. Khóa cốp này. Bình két nước nè. Dấu ốc két nước nè. Đó. Đây. Ốc cốc máy nè, cũng có làm dấu luôn, dán keo luôn. Dấu son ốc cốc máy, ốc chân máy nè. Chị thấy chưa? ABS nè. Mới tinh hả anh chị? Đây, miếng chắn lửa nè. Đó. DRDI 16 van. 16 cây số bắp. Đó. Từ trong ra ngoài bên học làm là lại như là chiếc xe mới luôn. Kia Sedona bản Platinum máy dầu. Đó, xe này thì bên học hỗ trợ anh chị rút hồ sơ gốc. Đó, còn anh chị nào có đài mạnh hơn thì tự rút, bên học sẽ trừ chi phí lại khoảng 3 triệu. Rồi, học sinh đi một vòng nữa nha cô chú anh chị. Kia Sedona máy dầu số tự động một cầu. À, bản Platinum 3 buồng lạnh độc lập. 2 cửa lùa điện. 2 ghế massage. Camera 360. Đó, động cơ dầu 2.2 đi chỉ lanh quanh 6 lít. Xe thì lành tính, bền bỉ, tiết kiệm. Phom dáng thì hài hòa, đẹp. Đó, giữ dáng nè, xe này là giữ dáng nè anh chị, bền dáng nha, không có bị lỗi thời. Đó. Phim cách nhiệt, lót sàn, sàn gỗ. 880 triệu. Anh chị nào đang có Kia Sedona đẹp đẹp giống vậy, bên học mua với giá cao nhất thị trường nha anh chị. Kia Sedona, Carnival, những xe đặc biệt là những xe còn bảo hành hoặc là những xe đi ít, bên học sẽ mua cao hơn thị trường từ 20 đến 30 triệu. Fortuner cũng vậy. Đó. 2021, 2022, ở bên học chuyên làm xe lướt 2021. Rồi 2022. Đó, chuyên làm những dòng xe lướt đời cao. Anh chị nào có hãy liên hệ trực tiếp với học nha. Học sinh chân thành cảm ơn toàn thể cô chú anh chị đã cùng học đi đánh giá qua cái sản phẩm này. Cô chú anh chị nhớ coi kênh của học và nhấn thêm cái nút đăng ký á, để mỗi lần cô chú anh chị lên YouTube giải trí nè là học sẽ hiển thị những chiếc xe cập nhật thường ngày lên cho cô chú anh chị xem. Rồi, học sinh chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip sau. Xin chào và xin hẹn gặp lại.